Đúng rồi, chào cả nhà. Hôm nay uh, chúng ta sẽ sửa tiếp ha. Cái phần uh, viết lại câu nâng cao thì uh, gọi là nâng cao thì uh, ở gọi là ở part trước ha, uh, ở phần trước phần 1 đó thì mình cũng nói rồi. Thì thật ra là đây nó cũng uh, uh, là trích uh, ở trong đề uh, thi chuyên Anh lên lớp 10. Đó. Thì đối với cái part 2 này á uh, thì ở đây là nó chích gọi là toàn bộ y chang 10 câu trong cái đề thi chuyên anh 2016 2017 đó vậy nên là bạn nào mà muốn gọi là đáng lẽ video trước mình cũng nên nên nói ha đó là bạn nào mà muốn gọi là uh, làm trước xong rồi mới uh, xem video để dò đáp án hoặc là thậm chí các bạn không xem video cũng được ha, mình sẽ đính kèm ở bên dưới phần mô tả đó thì nó sẽ vừa có bài làm để cho các bạn làm trước khi mà Mở cái file đáp án ha, mình sẽ đính kèm vô cho luôn uh, cho các bạn Ok, thì uh, hôm nay thì không có phải dám uh, tuyên bố rằng là uh, Cái phần sửa bài ngày hôm nay thì kiểu nó hoàn hảo Chắc chắn không hoàn hảo nổi rồi Nhưng mà có phần thì nó sẽ gọi là uh, công phu hơn một tí xíu So với lại cái part one ha rồi, Ok, thì uh, mình thì mình thấy vậy Còn không tí nữa các bạn xem video xong thì không biết là thấy nó có công phu hơn không Thì tí nữa sẽ tự nhận định được ha một phần thôi. Ok, so um, number one, the new computer game will be undoubtedly as good as Caroline has expected. Mm. Có nghĩa là cái uh, computer game mới ha, trò chơi, trên máy tính đúng không? Mới thì uh, uh, undoubtedly đây thì dịch thoáng đó. có nghĩa là hẳn là chắc chắn là đi. Chứ nếu mà dịch undoubtedly kiểu là không nghi ngờ gì nữa thì cũng được ha. Nhưng mà có vẻ là nó sẽ không có phù hợp văn cảnh lắm tùy các bạn. Ok, cái game, cái trò chơi điện tử mới đó, thì chắc chắn là nó sẽ hay như Caroline đã uh, mong đợi Rồi bây giờ nó cho chữ up Và ừ. cái đề nó gợi ý là cho cái chữ there is no Thì ở đây mình thấy là bé nó làm thì nó, nó có ghi là there is no doubt that là đúng rồi nè Nhưng mà chắc nó nghĩ không ra phần đằng sau nó bôi luôn Rồi ok ha Thì ở đây uh, đầu tiên câu số 1 ha, câu số 1 rồi à, uh, theo dõi ha thì đây chúng ta đang có undoubtedly với lại một có một cái nhắc nhở về cái mặt pronunciation một tí xíu là phát âm á. thì cái chữ B bò này nè làm câm undoubtedly b âm câm phải lớp lưu ý điểm đó rồi vậy nên rằng là cái điểm đầu tiên sẽ là there is no doubt that đó. không nghi ngờ gì rằng chắc chắn là rồi ok đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai đúng không thì bây giờ ở đây là um, nói sao nhỉ nói sao cho dễ hiểu ta nói vậy đi ở đây nó nói là sẽ hay như là bạn Caroline mong đợi gì thì mình có thể nói là uh, as good tạm, tạm gọi là as good ha? nếu đằng trước là động từ nó có thể là well as somebody uh, expects đó rồi còn cái thì từ thì các bạn tự chia lại ha ở đây nó dùng cái thì hiện tại hoàn thành cả nó cũng không quan trọng lắm rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có bây giờ đầu tiên á, là chúng ta sẽ có cái loại là danh từ của expect rồi chúng ta sẽ biết là expectation có nghĩa là cái sự mong đợi nó thì bây giờ mình xác định cái sự mong đợi của ai đó thì nó sẽ là somebody thì cụ thể trong trường hợp này nó sẽ là Caroline sự mong đợi của Caroline rồi thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ xử lý cái chữ up đúng không? theo như sự mong đợi của ai thì các bạn có thể dùng là live up to hoặc là các bạn có thể dùng come up to ừ. thường thì người ta sẽ nói là live up to ha at one's expectation theo như sự mong đợi của ai Đấy rồi mình thả vô thôi nói lúc nào cũng vậy ha một câu đi thi chuyên bồi dưỡng hay là Olympic gì đó các kiểu thì thường là nó sẽ nhét, nhét hai cấu trúc một Okay, so there's no doubt that uh, the new computer game uh, will right, do, live up to right, Caroline's uh, expectation. Đó, giờ đây các bạn sẽ thấy là nó có hai điểm. Điểm thứ nhất là undoubtedly là there's no doubt that. Không nghi ngờ gì nữa. Đó. Thứ nhất, thứ hai là uh, live up to one expectation theo như cái sự mong đợi của ai đó. Rồi ha, đó là cái câu thứ nhất. Rồi cái câu thứ hai mình coi. À, để như vậy cho nó dễ ha. Ừ, câu số 2 về đi cho nó dễ nhìn. So Danny kept some spare parts in his car because he thought his car might stop working. Ừ, rồi. Thì câu này thì nhiều bạn học phrasal verb thì các bạn cũng nghĩ ra nhanh thôi. Ở đây mình có cái cụm là stop working á. Được chưa? Và đặc biệt là nó liên quan tới vehicle hoặc là machine á. À, vehicle đúng không? Đó hoặc là machine. Uh, machine đó thì ở đây mình có thể dùng là cái chữ break down có bị bị hư bị hư ha nó không có gọi là uh, vận hành nó không có làm việc nữa vậy thì bây giờ mình coi cái câu bé nó viết ha in case Jenny's car would be broken down uh -huh, he kept gì đó thì ở đây cái mà mình muốn lưu ý cho cả lớp á uh, hư là nó hư thôi Rồi trong trường hợp này chúng ta sẽ không dùng bị động cho cái chữ breakdown đó rồi à, còn nếu mà muốn chạy ra ngoài một tí xíu thì mình coi một tí cũng được mình coi thử chữ uh, uh, breakdown ha. hy vọng là mạng đủ nhanh chờ xíu ha mọi người nói chung là dạo này mạng nó hơi uh, chập chờn một xíu um, rồi ok đây đó of a machine or vehicle Gây mình thuộc từ điển luôn á khiếp không cái này là mình đang nói thật nha yeah. à, còn tùy các bạn tin hay không right, to stop working because of a fault đó Đấy, yeah. the telephone system has broken down đó có nói dùng ở dạng là active là chủ động đó we broke down on the freeway we ở đây là đang muốn nói là the car là cái xe đó để cho nó broke down chứ không phải là nó was broken down là sai Nên mọi người lưu ý điểm này ha đó. hư là hư ai à, mình có cái danh từ nè nói nó vô break down nói nó vô ha nữa. Rồi, vậy thì bây giờ mình đã có được cái khúc gọi là stop working á. nó có cái khúc stop working thì nó sẽ tương ứng với cái lại là là break down rồi, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là thật ra là ở đây uh, trời của Vinh mình nó bắt đầu đổ mưa rồi. không biết các bạn có dính mưa không. Ấy ý, ý là các bạn có nghe tiếng mưa hay không? Nó sẽ hơi uh, khó chịu nếu các bạn nghe tiếng mưa ha, thông cảm. Nhưng mình nhớ là bình thường rồi không sao đâu. Thôi mình tiếp ha thì ở đây um, gì nữa tao quên mất tiêu rồi mình đang nói muốn nói các bạn biết là cái chữ in case này nè. cái chữ in case này nó khá là giống cái chữ when nó giống cái chữ là as i'm sorry as soon as nó giống là nó giống làm sao nó giống là nó sẽ đi với mệnh đề và uh, cái điểm thú vị á các bạn có nghĩa là người ta hay gọi cái này là mệnh đề thời gian và mỗi lần nhắc tới mình là thời gian thì các bạn phải nhớ rằng là nó sẽ đi với hai cái thì cơ bản. Một là hiện tại đơn, hai là quá khứ đơn. Ừ. Hoặc là dĩ nhiên nó sẽ cho chúng ta sử dụng thêm một số cái động từ khiếm khuyết khác. Tuy nhiên có một chữ mà chúng ta sẽ không được sử dụng. Đó là cái chữ will và chữ would mang cái nghĩa là sẽ. Mình nói ví dụ ha, cái này là nói rất là nhiều rồi. Ờ... Um, tell him the truth when he đó bạn nào mà học với mình nhiều bắt đầu quen cái câu này rồi hả? come here tomorrow đó thì các bạn sẽ thấy cái chữ tomorrow là ngày mai nó nhiều, nó lừa được rất là nhiều đứa ha một là các bạn tự phải điền vô thì một số đứa nó sẽ điền gì will come đúng không hai nó cho ngay đáp án đầu tiên luôn là will come thấy tomorrow đâm đầu cho cô a liền lại chết được chưa nhưng mà không các bạn mình dịch ra sơ sơ đi, nha. tôi sẽ nói cho anh ta nghe, tôi sẽ kể cho anh ta nghe sự thật khi mà anh ấy đến đây vào ngày mai chứ đâu phải là khi mà anh ấy sẽ đến đây vào ngày mai đâu, nghe nó kỳ lắm, đó, vậy nên đáp án lúc này chúng ta rất đơn giản thôi là chữ comes thêm s, ha. đó rồi thì tương tự như vậy đáp án đúng, thì cứ cho lại đáp án b là comes, đó, các bạn lưu ý điểm đó, thì tương tự như vậy cái hàng in case cũng thế ha, một lần nữa nếu mà thả cái chữ will chữ would vô mang cái nghĩa là Sẻ à, à, sẽ tương lai á ờ, thì không được. Nhớ nha, không có dùng will would mang nghĩa là sẽ ở trong mình đề thời gian. Rồi, dạng rất là nhẹ nhàng ha, nhưng mà à, đáng rất đáng để lưu ý ha, à, phải lấp lưu ý điểm đó. Rồi. Vậy thì bây giờ mình lôi nó xuống thôi. Có nghĩa là cái bạn Danny này đúng không? Đó, có nghĩa là mang theo một số spare parts ở đây có nghĩa là phụ tùng sơ cua thì mình cứ nói đơn giản là chẳng hạn như, uh, như mình không alright so to be honest guys i i don't have a car and i just don't I, i have i have yet to learn how to drive so i'm not so um uh i mean i i don't know so much about car and spare parts but maybe uh uh <laughs> à, chém tiếng anh xíu ha ý, ý của mình đang muốn nói rằng là uh, mình không có rành xe hơi ha kiểu mình không có rành xe hơi rồi or... Thì spare parts ở đây thì mình cứ nói đại là có một cái uh, uh, phụ tùng nào đó xe ha, nó bị hư Thì bạn này là spare parts ha, là phụ tùng sơ cua Lỡ như mà có cái phần nào đó xe nó bị hư thì uh, lấy cái uh, phụ tùng sơ cua ra đắp vào đó, Mình cứ nói, nói, nói sơ sơ về đi ha đó Rồi nó mang theo, uh, Danny mang theo cái phụ tùng sơ cua ha đó. Rồi uh, trong xe của anh ta uh, Bởi vì anh ta nghĩ rằng là uh, cái xe của anh ta có thể bị hư dọc đường đó, rồi Thì ở đây nó cho chị in đó. Thì bé nó nghĩ ra cái chữ in case là hợp lý Có nghĩa là trong trường hợp mà Lỡ mà Đó Thì bây giờ mình sẽ dùng lại cái ý tưởng của bé ha Có nghĩa là in case Rồi, ok Xác định Xe ở đây là xe của Danny Vậy nên là dùng Danny's car trước là hợp lý Nhưng mà chúng ta không dùng wood nữa Để gì cho gì Trong trong trường hợp này Để gì cho gì xài đó được ha cô thể là chữ may Đó Còn bạn nào muốn ngầu hơn xíu là dùng chữ shoot cũng được Lỡ mà Ồ oh might hoặc là like shoot cũng được à, thôi mình không dám chém nhiều đâu để cho đi xài đó đi đó. in case Danny's car might uh, rồi right. stop walking đó rồi break down đó vậy thôi đó. À, không dùng bị động nha không có be broken down gì hết đó. rồi ok in case Dennis car might break might break down rồi phải um, oh. rồi vậy thôi đúng không? in case là một cấu trúc rồi break down là hai cấu trúc rồi ok phần còn xong viết lại thôi he kept some spare parts đúng không? in his car. bạn nào không thích là in it được, bên trong nó nó là cái xe đó. nói nhẹ nhàng ha. Ok. Đó là cái câu số 2. Rồi. Cái câu số 3 là một cái câu hơi khó chịu ở cái vế đầu tiên khi mà mình dùng chủ ngữ. Ừ. còn cái khúc đằng sau thì nó sẽ dễ hiểu hơn xíu. Là if nobody objects, nếu mà không ai phản đối ha Uh, have objection to 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 giấy từ nó đi với là vn object nó cũng đi với uh, object to some are, nó cũng đi với tu, uh, to 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 giấy từ á vậy nên nó sẽ đi với gerund vn đó, hoặc là danh từ um, today's class will not end until 5 pm đó là nếu mà không ai phản đối ha thì uh, tiết học của ngày hôm nay sẽ không có uh, uh, dừng cho đến khi 5 giờ có là 5 giờ trở đi thì nó mới dừng đó ý là vậy này cái cái khúc đầu tiên hơi khó chịu một xíu là unless. Unless thì bản chất là nó mang dấu trừ rồi. Được chưa? Vậy nên rằng là uh, ý là các bạn học sinh này nè, là dùng cái chữ anybody á, thì cũng hợp lý, nghe nó cũng hay. Ừ, có nghĩa là tại vì anybody nó xuất hiện trong một phủ bệnh phủ định mà đúng không? Unless anybody objects. Nhưng mà thật ra ở đây thì chúng ta sẽ dùng uh, một cái dấu cộng hoàn toàn luôn đi, đó là someone. Đó, unless someone. Đó hay someone rõ ràng là nó mang tính chất là dùng dấu cộng thì cũng không đúng nó 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 là một hàng cũng đang hơi trung tính. Ờ, thì hàng unless đẩy vô thì nó ra dấu trừ thôi. Đó rồi, someone nó cũng là đại từ bất định ha, vậy là objects chúng ta thêm s vô. objects. Rồi. Nó là nếu không có ai hiểu đơn giản là nếu không có ai. Rồi if no one. No, if no one, if no one objects. Đó là unless someone objects. Rồi, đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai thì ở đây cái khúc đằng sau thì ý là bạn này có thể hiểu sai một tí xíu ha mới đó có là nó cho chữ dismiss ừ. dismiss có là giải tán ha. thì trong trường hợp này là lớp sẽ được giải tán à, mình đọc thử lại câu này ha à, lớp học của ngày hôm nay tiết học của ngày hôm nay sẽ không kết thúc mãi cho đến 5 giờ có nghĩa là đúng 5 giờ hoặc mình có thể nói là sau 5 giờ đúng không nó ngay sau 5 giờ thì nó được gọi là à, cho là hiểu hiểu tiếng Việt cho đơn giản nha là được uh, cho tan học. Đó, thì ở đây nó dùng bị động thôi. Ừ. Thì bây giờ mình viết sao? Today class will be dismissed, đúng rồi ha, viết đúng tới đây rồi. Nhưng mà không có giữ lại trên until Một là dùng chữ add là đúng 5 giờ là cho ra, hoặc là after 5 cũng được, không sao hết ha. Đó, 5 giờ một phút đó, ví dụ vậy. Đó, rồi, câu này nó nói là như vậy ha ở đây thì mình đang nhân tiện nói cái gì dismiss mm, dismiss ở đây mà nó có hai thứ mình muốn nói thứ nhất là dismiss thì mình là mình nhớ tới uh, ở trong quân đội á khi mà mình triệu tập ai đó ha là ông cấp trên ông triệu tập uh, superior mà triệu tập subordinate đó cấp dưới đó uh, khi mà nói chuyện xong rồi thì cấp trên có thể dùng có thể nói là uh, dismiss đó. mà dùng gì dismiss thì cũng không đúng đó ở trong trường hợp này, nó, nó, nó phải rộng hơn có nghĩa là nguyên một um, cứ gọi là một binh đoàn đi ha, cấp trên đứng ở trên nói thông báo xong tất cả rồi thôi không còn cái mục gì để thông báo nữa thì họ, họ sẽ nói là dismiss được chưa có nghĩa là giải tán giải tán được. rồi ok đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai thì mình muốn nói cụ thể hơn một cái nghĩa khác là nó cái chữ dismiss lúc này nó sẽ có thể bằng với chữ là uh, fire đó, hoặc là make somebody re redundant, đó. hoặc là unemployed ý là vậy á, có nghĩa là cho ai đó uh, thôi việc, đó. Để cho, hoặc là give somebody, sao mỗi lần nhắc tới này bắt đầu mình quên á, uh, give somebody uh, để nhớ coi, à uh, hay the, ta chắc là à uh, cái viết đại, <laughs> rồi chắc từ điển cái ha gọi là viết đại thôi nhưng mà vẫn phải check rồi chỉ các bạn cho chính xác, xác ở đây kiểu như là cái trong trường hợp này thì mình có thể hiểu nó có lúc thì nó là cái giỏ, cái túi ha. Hình nhớ không? Làm trong trường hợp này mình có hiểu là đưa cho người ta cái vali cho ai đó thôi việc mm. Đây nè. Đó. a large bag nè, with no handles nè. made of strong rough material, strong paper plastic. Used for storing and carrying for example flower, coal. một cái túi ha, một cái túi. Túi, 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 túi. Ừ. Mm. xác các bạn mình đang cố đi kiếm cái 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 cái, cái danh cái 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 vali không phải. Rồi ok, đây mọi người. The sack ha, nó sẽ là the sack. Give somebody the sack. Rồi từ từ để mình hướng cho các bạn xem. Đây, being told by your employer that you can no longer continue working for a company đó ha, đó là quản lý uh, gọi là ông chủ của mình á nói rằng là mình không thể tiếp tục làm việc cho cái công ty đó nữa ha, bởi vì là thường là do là mình làm gì đó sai ha, he got the sack for swearing, anh ta bị đuổi việc do chỉ thề Đấy, ok. Đó, thì mình chỉ các bạn một số chữ ha, cho ai đó thôi việc. Rồi. còn trong trường hợp điện dismiss là giải tán là cho uh, kết thúc giờ học á, à. cho 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 lớp nghỉ, à, ý là vậy. Rồi ok, đó là cái câu số 3 ha. Đó. Rồi. Cái lớp lưu ý ha, không dùng bị động ở đây, cái này sẽ là as hoặc là after. Rồi, ok, tiếp dưới câu số 4 rồi câu số 4 là một cái khá là hay nó hay cái gì nó hay là nó liên quan tới đảo ngữ on no nè ở đây nếu mà đúng là nó sẽ nguyên là một cái bài khá là lớn một cái video khá là dài hoặc là chia ra nhiều cái video nhỏ nhỏ ha để chúng ta nói về inversion nói chung là inversion nhiều đảo ngữ phủ định đứng đầu câu cũng có rồi đảo ngữ so such này, câu số 6 nè đó rồi đảo ngữ của câu điều kiện uh, loại 1 2 3 có hết luôn. Đó, mix nữa các kiểu. Nó đảo ngữ thì nhiều lắm, nhiều nói chung là nó sẽ có nhiều kiểu. Đó. Thì rồi thôi tới phần nào xử lý phần đó ha. Rồi. Um, bây giờ đọc cái đề cái đã. The door which is an emergency exit must never be locked for any reason. Đó. Đó cái cái cửa này ha là cái cửa gọi là lối thoát hiểm uh, rồi này, emergency sao không phải dùng cái từ cấp cứu à, lối thoát hiểm đúng không? rồi này, lối thoát hiểm gì nữa sorry cả lớp mình lâu lâu quên quên tí à, cái cánh cửa này là một cái lối thoát hiểm Đó và nó sao không bao giờ được đóng à, vì bất kỳ lý do gì rồi ở đây chữ since thì bạn này xử lý khá là tốt à, thì mình hiểu đơn giản là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào thì cái cửa này nó cũng không được đóng bởi vì nó là một cái lối uh, uh, thoát hiểm hình như viết sai chính tả chữ, chữ exit nha này chữ exist nha tồn tại nha rồi ok Nè, bây giờ làm sao cái hút đằng sau là ok đó since it is an emergency exit ha, mình sửa chính tả lại xíu rồi ở đây thì thật ra là mình đã chuẩn bị sẵn cho cả lớp rồi một phần cung phu nó nằm ở đây nè đó thì nếu mà chúng ta nói về on no account hoặc thậm chí là not on any account thì nó sẽ là not for any reason. Ừ. đó. thì rồi ha. nó thì khả năng cao là mình sẽ chọn cái cụm là on no account. chứ chúng ta sẽ không chọn on no condition. tại vì sao? màu là on no condition ha hoặc là tiếng anh của hoặc là anh mỹ á thì nó sẽ dùng là under no condition. có nghĩa là on hoặc là under no condition Not in any situation, never. có là không trong bất cứ tình huống nào. Hoặc hiểu ngắn gọn là không bao giờ. Đó, rồi. Rồi, hoặc là in, hoặc là under no circumstances. Circumstances, âm nhấn âm một, một nha. Đó. Used to emphasize that something should never happen or be allowed. Đó. Dùng để nhấn mạnh rằng là cái gì đó không bao giờ ha, nên được diễn xảy ra hoặc là được cho phép. Đó. Ở đây mình có thêm ví dụ như các bạn có thể đọc thêm ha. Thì ở đây tại sao mình lại chọn cái on our account? Tại vì các bạn sẽ thấy đề nó cho nó cho là for any reason nè. Đó. Vậy nên rằng là mình sẽ chọn on our account thay vì là chọn on no condition. Rồi bây giờ ngoài ra ha, nói chung là hôm nay không phải phải mình phân phân biệt đối xử gì đâu thôi, tạm thời không đề cập. Chỉ mình đang muốn nói rằng là bạn nào mà hay học cái cụm gọi là uh, because đúng không? Rồi lâu lâu ba phải được biến thành là because of Mệnh đề thì biến thành cụm danh từ hoặc là về in á Đúng không? Thì uh, có thể thay thế bằng owing to đúng không? Đó, này chưa? Hoặc là đây, on account of nè Bởi vì đó đúng không? Khi mình mình nói bởi vì có người mình đưa ra reason Mình đưa ra lý do Đó, vậy nên là đây chính là một cái điểm Cái mối liên hệ khá là thú vị Giữa hai cái thằng uh, gọi là uh, Cụm này ha, on account này. Đó, on account of nè Là bởi vì đó Because of owing to on account of gì đó, ta à due to nữa đúng không à, bởi vì ha à, bởi vì à, bạn nào có cao kiến gì thì cứ uh, gọi là comment thêm vô trong uh, uh, phần bình luận ha <laughs> nói chung là mình chung là channel mình thì chưa có đến nỗi gọi là uh, đông quá mình trả lời không được hay là như thế nào đó nhưng mà vẫn hy vọng là um, đem lại một ít giá trị gì đó ha cho không cần nhiều đâu nói chung là bạn nào mà thật sự thích liên quan tới tiếng Anh gọi là chuyên bồi dưỡng thì mấy cái này nó cũng hay rồi ok um, rồi ok chưa ta rồi 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 được rồi đó và bây giờ bắt đầu mình viết câu này ha um, có cần phải nói đảo ngữ là gì không nói sơ sơ đi ha mình khá là thích nói này tại vì ý là ý là nó, nó khá là đơn giản ha mình hay giới thiệu như vậy nghĩa là Uh, mình có cái bài hát khá là quen thuộc đó chúng ta không nói chuyện với nhau nữa gì đó we don't gì we don't talk anymore đó anymore dính hay cắt đều được ha trong trường hợp này thì mình có thể nói là we no longer talk Đấy chưa đó. thích thì thêm uh, to each other cho nó dài chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa we no longer talk to each uh, other đó thì chúng ta sẽ có cái cụm là nó anymore ha có nghĩa là không còn nữa đó thì nó bằng với là no longer đó mà longer là một trạng từ phủ định đó mọi người nè quy là chủ ngữ nè talk là động từ nè nó phải no longer ở đây ha nó là adverb và chính xác nó là negative adverb trạng từ phủ định vậy thì chúng ta có thể lôi trạng từ phủ định đến đầu câu nó là no longer Đấy chưa rồi mình đảo ngữ nè bây giờ chúng ta đang có khẳng định là we talk Đấy chưa vậy thì dạng câu hỏi á, À, dạng nghi vấn đó, nó sẽ là do we talk thì cho rồi mình lôi nó xuống à, thì các bạn sẽ thấy à, đây nè cái khúc này chính là đảo ngữ nè vì đảo ngữ là gì đảo ngữ thật ra là nó mang dạng câu hỏi thôi nhưng mà cuối cùng cái cái là kết câu thì nó không kết thúc bằng dấu chấm hỏi mà nó kết thúc bằng dấu chấm đó và no longer do we talk to each other bạn nào muốn nghe giọng anh không no longer we <laughs> mình chỉ đọc được cái chữ talk thôi <laughs> Chém tí alright so no longer do we talk to each other khỏi nghịch tí ha quan trọng là trong trường hợp này chủ yếu là ngữ pháp ha rồi um, được chưa rồi sao sao vậy ha đó có là mình lôi uh, no longer lên đầu câu có là mình lôi trạng từ phụ định lên đầu câu vậy nó sẽ là đảo ngữ thì tương tự như vậy hồi nãy mình chọn on account đó thì uh, nó cũng sẽ là đảo ngữ thôi thì bây giờ phân có nghĩa là phân vân cái quyết định sử dụng động từ khiếm khuyết ở chỗ này mới thú vị nè. Nếu mà mình thả cái chữ must vô nó kỳ lắm. On account must this door Hình như nó còn bạn còn dư chữ never nữa nè, dư ha. Đây on no condition rồi thì không có never nữa, bỏ never này đi. Cái cấu trúc on account thậm chí là on no condition. Và đôi khi là để mình nhớ hình như là cái thằng on no circumstances đúng rồi, nó cũng không có dùng chữ chữ Uh, on no condition thì có thể là you must on no condition tell them what happened thì thật ra lúc này là nó đang ở cái dạng nói sao ta cái on no condition này nó bằng với chữ never ha ý là cái mình đang muốn truyền đạt với các bạn là gì khi mà mình sử dụng Ủa, cái thằng kia gây... à cái này nó chạy lên đây nè có là khi mà mình xài cái cụm là on no account á, thì chúng ta không dùng chữ must nữa mà chúng ta sẽ dùng chữ should được chưa có nghĩa là dù bất cứ lý do nào dịch tiếng Việt thì lúc nào chúng ta cũng sẽ dịch là phải ha nhưng mà giờ trong bất cứ lý do nào thì cũng không được làm gì đó ví dụ vậy mình một lần nữa ha what I'm trying to say what I'm trying to convey to you is that when it comes to this structure don't use must right just don't use must you should uh -huh. đừng use must đừng đừng có sử dụng chữ must ha trong trong cái cụm cấu trúc honor account mà hãy dùng chữ should đó rồi. Cái này, uh, account, uh, should, uh, rồi uh, on no account shoot rồi chủ ngữ đưa vô the store be locked đó đạo ngữ đó mọi người nè should door be locked shoot cộng chủ ngữ cộng với không là chủ động shoot chủ ngữ cộng be với ba là bị động thôi đó, rồi uh, rồi thả cùng kia vô since trong trường hợp này nó bằng với because as đó bạn nào thích phải for thì tùy nhưng mà nó cho xin xem um, is an ha, emergency exit ha chứ không phải exist nha exist là tồn tại đó rồi ha thì nếu mà muốn nói gọi là một thứ một số thứ liên quan tới cái vấn đề là không trong bất cứ hoàn cảnh nào không dù bất cứ lý do gì á thì mình sẽ có ba cái món này ha on no account on no condition với lại in hoặc in Uh, no circumstances. Ừ. Một cái dạng đạo ngữ khá là quen thuộc. Rui, đó là câu số 4. Tiếp câu số 5 nha. Là 4 rồi nè. Rồi, câu số 5. Melvin decided to hire the camping equipment from a local shop instead of buying it from the website. Rồi. Thì uh, trước khi làm cái câu này thì mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày xưa mình có tự lôi một số cái giáo trình của FCE ra mình làm và mình nhớ câu này hoài luôn có nghĩa là thay vì làm phiền ha à, mọi người ở trong cái buổi họp chính xác là làm phiền cái buổi họp đó tôi rời đi mà không nói tiếng nào mình mình nhớ hoài cái câu này luôn có nghĩa là rather than disturb the meeting ha, I left without saying a, a word đó, ví dụ vậy thì các bạn sẽ học được là rather là nó đi với disturb ở đây là gọi là, là B infinity có động từ nguyên mẫu. Cái này là nó thể hiện ở bên Cambridge English ha? À, Sorry Cambridge dictionary cái là từ điển Cambridge. Còn nếu mà các bạn dò bên Oxford thì các bạn sẽ thấy nó đi với là V in. Vậy nên ha đáp án là đáp án là các bạn có thể có thêm in hay không được ha, có là muốn dùng V0 hoặc V in đều ok hết. Rồi. Ý là rather Rather thì nó đi với V in hoặc là V không được. Vậy bắt đầu đâu có lại câu này coi. Có nghĩa là Melvin nó quyết định ha thuê cái dụng cụ đi cắm trại từ một cái cửa hàng địa phương thay vì mua ở trên website. Nó cho chữ decision thì mình có chuyện decide là quyết định rồi, vậy nên make a decision thôi. Còn bạn nào thích không thích chữ make thì dùng chữ took ha. Rồi và bây giờ sao? Uh, I want to do that. Sorry cả nhà thiếu do that nha. Rather than sorry 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 vội <laughs> quá rồi rather than với không hợp với in cũng được nha rather than buy cũng được hoặc là buy in cũng được đều được hết ha rồi mua cái gì à đâu quá sao buy in để nó đen à one quên quên sorry mọi người có phải là quyết định thuê thay vì đi mua đúng không rồi vậy là thay vì mua đúng rồi ok rồi, lâu lâu hơi hơi tổng hoại <laughs> Hơi quên quên xíu ha cả, cả nhà thông cảm rồi ok cũng cảm ơn thanh niên này viết sẵn cho mình một ít phía trước, phía trước rồi alright so rather than buying uh -huh. thật ra thì cái cái câu số 5 như vậy bé nó viết như vậy là ok rồi mình cũng chẳng chỉnh sửa gì hết mình chỉ dặn thêm các bạn là rather than viên hoặc với không đều được ha buying the camping alright equipment from a uh, local shop uh -huh. rồi rồi uh, Melvin ha, bạn nào thích mây cũng được không bị sốt ha. Đó a this decision ha to uh, to gì? High X. Ồ khoan có gì đó không ổn đúng không? Đâu có, mua là mua từ website chứ, đúng không? Vậy là rather than buying the camping equipment gì nữa uh, from the website chứ from the website đó và thay vì mua dụng cụ trang thiết bị ở trên mạng thì bạn này quyết định là thuê nó từ một cửa hàng mới đúng chứ from a local shop mà ok chắc là có bạn viết hơi vội tí ha đó à, quyết định thuê từ cái cửa hàng địa phương thay vì mua ở trên mạng vậy thì là thay vì gọi là mua ở trên mạng thì thuê từ cửa hàng địa phương à hả là về mặt cấu trúc thì có vẻ ổn rồi ha nhưng mà xem lại cái ý nghĩa của câu này à, Mua là mua từ website Thuê là thuê từ cửa hàng nha Đó, lưu ý điểm đó Rồi, ok Ok rồi đó, ok rồi đó Ok, so that's number five, everyone Phải chưa, cả lớp phê chưa Nãy giờ chắc cũng ít cũng Gần nửa tiếng mình đoán vậy ha Rồi, thôi kệ Ráng ha, chịu khó Anh chuyên mà anh nâng cao mà chứ đâu phải anh thường đâu mà đúng không right yep due to all right so due to the danger all right the danger of virus infiltration infiltration oh sao mình thấy cái chữ nó lạ quá ta infiltration là kiểu như đột nhập á, infiltration à đúng rồi không nó không có chữ s đâu hmm. sorry mạng hơi chậm các bạn sao để, mình bấm cho nghe hmm. Đây. The act of entering a place on an organization secretly đột nhập. À, uh, no. Especially in order to get information that can be used against it. Đặc biệt là khi ha, mình có thể lấy thông tin để mà mình sử dụng để chống lại nó. Nó ở đây là cái tổ chức hoặc cái nơi. Rồi, đó là nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ hai. Uh, à, rồi, vậy thì hứng, nó dùng chữ infiltration cũng thú vị. Chưa bấm cho các bạn nghe được nữa ừ. về đột nhập đột nhập vô thì virus infiltration thì hiểu đơn giản ở đây người ta đang nói là gì when we have to be cautious when sharing information hiểu đơn giản là vì cái sự nguy hiểm trong cái việc là virus nó lan lan tràn á nó nó đột nhập vô cái cái máy tính của mình đó mọi người đó vậy nên là chúng ta phải rất là cẩn trọng ha khi mà chia sẻ thông tin đó rồi thì bây giờ đầu tiên um, đây là nếu mà dạy full cấu chút thì hơi phê thôi bây giờ nói sơ sơ đi sơ sơ thôi nha sơ sơ thôi thì chúng ta sẽ có sb chủ ngữ đó. so ha adjective uh, hình như mình không không không, không. À, rồi, đúng rồi đúng rồi sb so that đúng không mở ra mệnh đề đó ai đó quá đến nổi mà. Có nghĩa là so thì nó sẽ đi với lại tính từ. Thật ra tính từ ở đây là do động từ to be ha, hoặc bất cứ động từ gì mà nó có quyền đi với tính từ. Còn nếu như mà nó là regular verb có động từ thường á thì có thể hoàn toàn thay thế adjective thành adverb. Đó, rồi. Mình nói đơn giản thôi, có nghĩa là uh, she was so angry that she didn't know what to C, đó, ví dụ vậy cô ta giận quá đến nỗi mà chẳng biết phải nói gì luôn ha, cạn lời rồi um, mình làm dùng câu ví dụ này cũng thú vị nha rồi <laughs> tự khen sorry cả lớp à, vậy thì đảo ngữ thì sao đảo ngữ cái cấu trúc nó là so st b ha rồi uh, chủ ngữ vậy thì cái câu ở trên mình sẽ viết sao so angry was she that nói vậy thôi đó, đảo ngữ đó à, mọi người thấy không đó thông ngữ nè đảo ngữ nè so angry was she nè bình thường phải là she was angry đúng không? đó rồi đó là thứ nhất cái thứ hai mình nói thêm một hàng khác nữa đó là thường thôi nha nó cơ bản thôi As be such nếu mà danh từ đếm được số ít thì ở à, ảnh rồi sau đó mình thêm tính từ vô rồi sau là danh từ thật ra thì có thể cân nhắc bỏ luôn tính từ ý là tính từ có hay không còn tùy ý của mình nữa ha đó. Nhưng mà thường thì sẽ có uh, she he is such a nice person ví dụ vậy nhưng mà cái mình đang muốn lưu ý cả lớp là gì đó là đó là quan trọng là danh từ có là khi mà đã viết chữ such ra rồi thì quan trọng là danh từ đó thì mình có thể nói như sao ví um, dụ it is uh, such a uh, nice uh, game đó, that we uh, keep Uh, on uh, playing for hours, cứ nó đại vậy đi ha. À, cái game đó quả là quá hay đến nỗi mà chúng tôi ha, đó, là chơi liên tục trong vòng và là nhiều giờ đồng hồ. Ừ. Rồi, A mà tính ra viết câu này hơi bị khó viết đảo ngữ nha. <laughs> à, nếu mà viết câu đảo ngữ thì mình sẽ lụm cái cái cụm là so angry, was nè. Thì mình viết đảo ngữ cho bạn xem ha. Rồi từ đó chúng ta suy ra cấu trúc. Mình có thể là viết là such, được chưa? Uh, was her anger là danh từ của angry đó các bạn. Đó, vì từ đây chúng ta có thể hiểu là such bị danh từ. Đó, thì chúng ta sẽ có đảo ngữ của such. Rồi phần sau viết lại thôi. That she didn't know what to say. Đó rồi ha. rồi đảo ngữ là như vậy. Đảo ngữ so với such là như vậy. Đó lưu ý ha cả lớp. Rồi vậy thì bây giờ mình Thật ra là mình muốn chỉ cho các bạn thêm một tí xíu Đặc biệt là liên quan tới cái câu thứ hai này nè Cái câu thứ cái câu sách này nè Mình có thể nói là It is so nice a game cũng được Phần nào sau viết lại Nhưng mà các bạn chỉ được xài cấu trúc này Khi hội tụ đủ bốn chừng bốn cái yếu tố ha Elements So adjective are un danh từ nếu mà không có a ờ ảnh Thì các bạn sẽ thấy lúc này là Chữ game xuất hiện là gốc này. Thấy không Thì lúc này nó phải là It is such nice game Nice weather đó, Ví dụ vậy Đó Mình nhớ ha Khi mà nó là danh từ số ít đếm được Có nghĩa là có a ờ ảnh đó, Thì mình có quyền xài cái cấu trúc này It is so nice again Rồi ok Đó là Những thứ tạm thời Những thứ mình muốn là lưu ý cho cả lớp ha còn bây giờ mình lên trên xử lý bắt đầu tính chính thức xử lý xử lý câu số 6 nè due to the danger of virus infiltration uh, we have to be đúng không nó cho là we have to be we have to be we have to thôi nè thậm chí we have thôi nè có nghĩa là nó đang cho uh, gọi là simple present đúng không hiện tại đơn đúng không vì đâu cần xài chữ words này đâu đúng không? và đó là so dangerous là so tính từ đúng không số so tính từ rồi cái gì đây số so tính từ rồi thì chắc chắn là tiếp theo sẽ là động từ to be thì virus infiltration infiltration ok nó là chính xác là danh từ không đếm được đó, vì sao cho là số ít Mà nên là bạn này dùng worse là đúng với gọi là uh, số ít số nhiều quá oh. còn về thầy đó, thì chưa chuẩn thì nó phải là is huh? so dangerous is the virus đó rồi infiltration rồi mình xong với đầu tiên mình tiếp tục với thứ hai mình coi nè ở đây người ta có cùng do cho cái cụm là we have to be cautious chúng ta phải cẩn trọng và bây giờ đề nó kêu mình viết thành precaution thì bây giờ mình biến be cautious thành take precaution thôi được chưa ở đây bạn này viết thêm chữ against có nghĩa là bạn này có tra từ điển nhưng mà khi mình dùng cái chữ against này có là chống lại về thì đằng sau sẽ là cái thứ gì đó mà nó tiêu cực mà chúng ta cần muốn dẹp bỏ. Nhưng ở đây người ta đang nói về cái vấn đề chia sẻ thông tin thôi mà. Được chưa? Vậy là cái chữ when này nè, cứ giữ lại ha, không có cần thay thế bằng chữ against. Đó, lưu ý điểm đó. Vậy thì we have to take precaution đó, vậy thôi. Rồi when sharing information. Đó, nó vậy thôi thì câu này nó có hai vấn đề thứ nhất là đảo ngữ ha của so thứ hai là biến be cautious and take precaution cẩn trọng ha, cẩn thận rồi thì đây nè mình chạy lên mạng mình coi một cái xíu cái chữ precaution nữa. precaution giờ mới nghe được nè mọi người đâu rồi Ủa? thậm chí là nó không có against luôn hả Còn, à, có này against nè đó này các bạn thấy là precautions against fire đó thấy chưa cái sự gọi là này uh, là something that is done in advance in order to prevent problems or to avoid danger đó có nghĩa là cái sự gọi là chuẩn bị ha để chống cháy đó. against fire chống cháy đó You must take all reasonable precautions to protect yourself and your family. Đó. Take precaution. Ha? Đó. Còn khi mà đi với against something thì something ở đây chính là cái mà mình muốn tránh đó, lưu ý điểm đó vậy nên là không có biến cái chữ quay thành chữ again ha. giữ nguyên là chữ way ok so that's for number six now move on to number seven Điều câu số 7 ha cả lớp uhm, ừ, câu số 7 It came as a surprise to us that the prices of all items in the shop were reduced by 30%. Right thì ở đây đầu tiên là chúng ta có cái cấu trúc là trước sự gì đó của ai thường là những cái uh, uh, danh từ ha uh, nó bắt nguồn từ tính từ cảm xúc á chẳng hạn như trong trường hợp này là It came as a surprise Thì thì to our surprise à, trước cái sự ngạc nhiên của chúng tôi đôi khi chúng ta có thể dùng cái chữ là amazement ví dụ vậy à, đó hoặc là nếu mà thất vọng thì nó sẽ là disappointment đó để cho trước cái sự bất ngờ trước cái sự ngạc nhiên trước cái sự thất vọng của ai đó này chưa lâu lâu mà muốn cho nó ngầu hơn xíu nữa thêm bitter vô à, thất vọng một cách gọi là đắng Mình dùng từ cây đắng thì nghe nó hay hơn hay nhưng mà bitter là đắng thôi nhưng mà dịch là cây đắng là sự thất vọng cây đắng à. rồi phần đằng sau là mệnh đề thôi đó vậy thì cái vế đầu tiên bé nó xử lý được rồi ha to our surprise đó. lỡ ha nó là nó cho thêm tính từ hoặc trạng từ gì đó vô thì nhớ là cân nhắc hay trước danh từ đây cần một cái tính từ bổ nghĩa ha. Chẳng hạn như bitter disappointment ví dụ vậy. Nè liên quan tới collocation rồi. Thôi tiếp. Rồi, ở đây nó có chữ reduce nè. Thì ở đây mình sẽ có chữ brought down thôi cho giảm giá. Về cơ bản câu này không khó lắm. To our surprise câu chút thứ nhất. Rồi phần còn lại ha. Uh, to our surprise uh, the prices. Uh -huh. Of all the items in the shop, Này quá khứ ha were brought down rồi. Ở đây có một điểm khác là liên quan tới phần trăm, nó sẽ hơi mất thời gian một tí xíu nữa đó. À, thì mình sẽ cứ viết là uh, by 30% thôi. Rồi Bây giờ bắt đầu mình phân biệt một tí xíu, hơi mất thời gian xíu ha cả lớp, hơi mất thời gian xíu mình lưu ý điểm này bây giờ uh, sĩ số của lớp đầu năm vô là dĩ nhiên là một trăm phần trăm rồi ha một trăm phần trăm này thì nó sẽ tương ứng với lại ví dụ là một trăm phần trăm này mình cứ nói đơn giản là cứ cho một trăm bạn ở trên giảng đường đi ha đó thì chúng ta sẽ có cứ nói đại đi 60 sẽ là girls để cho represent 60% of the whole class sáu bạn gái thì tương ứng với lại nó tượng trưng cho 60% cộng với lại 40 boys ha, tương ứng với 40 phần nó đơn giản như là như vậy thì đó là đầu năm à, có là năm 2021 thì nó về cho nhanh đó được chưa nhưng mà lỡ khi mà qua năm 2022 á ví dụ ha đang nói ví dụ thôi cũng là một phần trăm đó cũng vẫn là 100 bạn đó nhưng mà năm sau thì à, à, số lượng bạn nữ á, lại tăng lên 10 bạn nhưng mà số lượng bạn nam thì lại lùi xuống là 30 Được chưa? Thì chúng ta sẽ có ở đây là 70% đúng không? Và cái này sẽ là 30% Rồi bây giờ bắt đầu nè Các bạn sẽ thấy cái sự chênh lệch Mình đang nói về sự chênh lệch nha Chênh lệch, difference, sự chênh lệch đó Thì ở đây các bạn sẽ thấy là rõ ràng ở đây là 10% đúng không? 60 tăng lên 10 và 40 giảm xuống 30 Rồi thì bây giờ các bạn coi um, Nói sao? um, the number of uh, girls được chưa? In this class đi cho nó lạ. In this class rồi. No. Có là số lượng uh, học sinh nữ ha ở trong lớp này thì sao? Thì tán ha. Uh, mình cứ viết đại cứ tạm thời dùng hiện hiện tại đơn đi. Đó. Rồi. Uh, thôi thì bạn nào muốn gọi là bạn nào muốn bắt bẻ quá thì mình cho mấy cái năm ở trong quá khứ luôn à. 2019 nè, à. nó 2020 đó, nó quá khứ hết đi cho nhanh. Thì mình đi vô cho nhanh. Đó, the number of girls in this class increase nhìn kỹ nha. Khi mà chúng ta nói về chênh lệch thì chúng ta dùng chữ by by 10%. Đó thì 10% đây chính là difference. Sự so, là cái mức chênh lệch. Đó. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nói về cái kết quả cuối á thì lúc này các bạn sẽ nói là to, được chưa? hoặc thích thì thêm chữ up to đó lên 10 phần à, trăm ở lâu lộn lộ lên 70 phần trăm sorry thì ở đây có thể tạm gọi là result ha cái kết quả cuối cùng đó by là cộng với lại độ chính là còn to là nó sẽ là kết quả cuối cùng vì tương tự như vậy mình lười tí xíu ha mình sẽ biến cái chữ girls này thì nó sẽ thành chữ chữ boys rồi thì lúc này nó sẽ không phải là increase nữa mà nó sẽ là decrease giảm rồi, nó nó là by 10% luôn ha, nó giảm 10%. Được chưa? Rồi bây giờ cái này sẽ là decrease. Đó, giảm, được chưa? Đó thì thích thì các bạn có thể cân nhắc thêm cái down to. Nhưng mà mình thấy thêm cái up với down nó hơi bị gọi là thừa. Tại vì increase với decrease sẽ là tăng với giảm rồi nên là up với down thêm vô nó hơi thừa ha. Cứ to là được rồi. Đó, nhưng mà dùng cái down to thì nghe nó hợp lý hơn. Đó, nó giảm xuống. À cái này không phải là 7% đúng không? Mình sẽ là nhiều 30%. Đó vậy thôi ha by a difference có nghĩa là độ chênh lệch thì cho còn to là đi với kết quả cuối sau khi và đã cộng trừ cái sự chênh lệch đó rồi rồi vậy thì tương tự như vậy ở đây không có nút cái giới từ by ha mà phải giữ nó lại đó rồi câu đó là như vậy ha to surprise rồi đó là câu số 7 xong ha Mình tiếp tục tới câu số 8 Ừm uh -huh câu số 8 thì liên quan tới thành ngữ thành ngữ này thì không biết các bạn nào dò được ở trên gọi là uh, Cambridge với lại Oxford hay không á, nhưng mà mình phải lên hai cái từ điển gọi là Macmillan với lại là Collins Macmillan thì nó nó nói hình như là cụ thể hơn đó là have someone on a string luôn có nghĩa là uh, to be able to control someone đó mình điều khiển ai đó và bây giờ vô câu số 8 thì nó nói hai thứ là với nhau một là uh, model perfect ha, động từ khiếm khuyết hoàn thành. Hôm nay là quảng cáo xíu nữa, bạn nào chưa có xem cái bài liên quan tới model perfect á, có là động từ khiếm khuyết hoàn thành đó, thì mình để cái link ở dưới description ha. Bạn nào khiến có hứng thú thì vô coi. Rồi tất tần tật, dù tất tần tật hơi quá nhưng mà đó đó. should have rồi must have rồi uh, couldn't have rồi phân biệt rồi khi nào là didn't have và didn't have á. Didn't need chứ quên. Didn't have với là didn't need. các bạn vô xem ha, liên quan tới model perfect còn ở đây thì mình chỉ nói thẳng luôn vô luôn cái câu này. Bây giờ sao? It was wrong of you not to keep those troublemakers under control. Đó. Rồi, dịch thoáng tí xíu nha. Có là bạn thật là sai lầm khi mà không có ha. gọi là giữ, uh, kiểm soát, à, kiểm soát những cái kẻ phá rối đó. Rồi, it was wrong of you. Có là bạn đã thật là sai. Vậy nếu mình dùng chữ shoot ở đây chúng ta sẽ không dùng shoot hay không? Tại vì nếu mình dùng should phải không có là mình khuyên người ta ở hiện tại hoặc là tương lai. Chẳng hạn như là you should study harder. Bạn nên học hành chăm chỉ hơn. Có là bây giờ bạn học hành chăm chỉ hoặc là tương lai bạn học hành chăm chỉ hơn. Nhưng ở đây vấn đề là you was it was wrong of you. Bạn đã sai rồi. Vì lúc này chúng ta sẽ dùng là you should have. Đó, bạn đã nên gì đó. Được chưa? Rồi. Có là bạn đã sai khi mà không ha. Rồi là và kiểm soát mấy cái tên gây rối đó. Vậy thì bạn đã nên kiểm soát những tên gây rối đó. À, thì theo cấu trúc ở trên mặt mình đang có đây nè have someone on a string ha? hoặc là mua bên đây cũng có ô oh, keep hả à, cái này especially emotionally hả? oh. Mm. Mm, thú vị nha này, bây giờ mình mới đem tính ra khai thật với với, với cả, cả nhà bây giờ mình mới để ý uh, to control or hold over someone especially emotionally về đi have cũng được hả? Hay là keep cũng được. Ừ. Ok. Rồi vậy thì you should have had hoặc là uh, you should have kept. Rồi giờ đưa somebody vô. Có nghĩa là those trouble makers. Cái này nó có hai phần đúng không? Rồi. You should have had, you should have kept the troublemakers on a string. Đó, rồi, đơn giản vậy thôi. Ha. Đó. Đây này là mình cũng có dò nè. Uh, it takes a lot of energy to manipulate someone and keep them on a string. Đó. Ở đây tính là dùng cái chữ keep nó sẽ hay hơn. Giữ đúng không? Keep something under control. Đó. Rồi. Nhưng mà khi mà nói tới cái này các bạn thấy nó có cái hình Khi mà mình dò cái, cái cái chữ này nó có cái hình. Đó. Đây các bạn sẽ thấy nó dùng cái chữ là manipulate, có là thao túng. Thì thật ra nó đang... Uh, Uh, có nghĩa là khi mà các bạn dò trong từ điển Oxford hay là bên Cambridge ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy nó, nó cho các bạn một cái thành ngữ như thế này à, chờ xíu ha string gọi là pull the strings á mình hay dịch là giật dây á đứng đằng sau mình giật dây á Đây nè, đây mình chỉ cho các bạn đây pull the strings to control events or the actions of other people đó là manipulate ấy được chưa đó có nghĩa là mình mình giật dây mm. to use your influence in order to get an advantage for somebody à, này, cũng, một, cũng một dạng thao túng đó. thao túng manipulate đó mình mình hiểu rõ ha cái là pull the string nó khác so với lại là, là keep ha, somebody on a string on a string nha on a string đó, lúc này string không thể mess có nghĩa là mình kiểm soát ai đó rồi ok ha đó Thứ nhất là model perfect. Thứ hai là cái cái uh, thành ngữ ha. Đó, keep somebody on a string. Rồi. Ok, đó là câu số 8. Câu số 9 thì mình dò khá là nhiều rồi mà mình cứ cảm thấy nó hơi cấn cấn một tí xíu ở cái khúc mà xử lý cái chữ cheer lớp. Thì bây giờ đầu tiên á, là mình sẽ học một điều đó là manage. Nó đi với to infinity, có là đi với to về không. Ha, xoay sở làm gì đó Và nó sẽ bằng với là Succeed ha, Nó đi với là in Cộng với là v-in Đó Nó xoay sở Hoặc là làm gì nó thành công Thì cái vé đầu tiên là được rồi đó Roger ha Succeeded ha, In Rồi cycling To The top Of the hill Rồi Ở đây mới mệt nè um, Ý là uh, Roger ha Đã thành công Trong cái việc gọi là Đạp xe ha, Lên đỉnh ha, Của ngọn đồi trong tiếng hò reo của ha cái đám đông đó, Vậy nên chúng ta sẽ dùng giới từ in trong trường hợp này. Đó, thật ra thì khai thật với cả lớp thì thật ra mình cũng một phần là do mình chích ở trong cái cái đáp án ra thứ nhất thứ hai là mình dịch như vậy nó cũng khá là hợp lý ha. Mặc dù là kiếm sơ sơ, mình không có kiếm theo khô ở trên trên Google ha mà kiếm sơ sơ trên Google thì không thật sự thấy người ta dùng cái cụm là in the cheers up lắm. Mà thôi cũng về cơ bản nó đúng thôi ha là trong tiếng reo hò của Alright so in the cheers of the crowd cho trong tiếng reo hò của ha, cái đám đông đó nhưng như vậy thì chưa đủ tại vì nó còn có chữ wildly đúng không đó một cách gọi là à, uh, dùng, dùng, cái từ gọi là gọi là hoang dại điên cuồng hơi quá có nghĩa là họ đưa rất là nhiều cảm xúc ha, hò reo vang dội dữ dội à, dữ dội gì là dữ dội cho hay hò reo dữ dội ha thì cái dữ dội này là trạng từ đi với động từ cheer bây giờ nó biến thành danh từ rồi biến thành tính từ thôi tính danh động trạng ha đó, in the wild cheers of the crowds hoặc là bạn nào muốn dùng cách khác nhìn cho nó cái là thật ra dùng sở hữu cách theo cách khác thôi ý là uh, in the uh, crowd đó wild cheers thôi đó các bạn có thể viết như thế này ha in the crowd while cheers hoặc là in the wild crowd cheers of the crowd rồi đó rồi câu số 10 nó là như vậy ha à, chỉ có khúc đằng sau thì nó hơi khó chịu một tí xíu cái giới từ thôi Đã. còn phía đằng trước thì dễ ha manage to succeed in thành công ừ. tự nhiên nhắc tới cái chữ thành công mình muốn chỉ lớp cái phrase of verb pull through ghê luôn á pull through mỗi lần cứ nhớ thế này à to get better after a serious illness operation mm. Đây, to succeed in doing something very difficult ha. Thành công trong việc làm gì đó Pull through ha. Pull through ha, Mình vượt qua Mình vượt qua Alright, so that's number 9 Let's move on to the last question everyone Number 10 Không biết có ai xem video tới khúc này không nữa Nếu mà có thì <laughs> Không biết phải nói gì hơn ngoài việc là À uh, yep. Các bạn lì đấy. <laughs> uh -huh. Ok, so Susan did not notice, ừm, uh -huh, notice the broken guitar string and neither did Faye. Susan không để ý ha đến cái uh, dây đàn guitar bị đứt ha và uh, Faye cũng không. Rồi right, ok, so neither no thôi. Neither Susan nor Faye hay a yeah. Đọc sao? bạn có đang tự hỏi nó đọc sao không Google dịch liền mình hay mấy cái tên lâu lâu mình không kiếm được thì ngày xưa thì hay kiếm trên YouTube lắm nhưng nó lâu quá bây giờ mình kiếm ở trên Google luôn hi hy vọng đọc đúng phê 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 tiếng anh đọc tiếng việt đọc sao nhỉ? phải phê yeah. phê à phê luôn hả <laughs> rồi nay là season of phê rồi ở đây nó dùng quá khứ thì dễ rồi chứ còn nếu mà hiện tại đơn thì chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ đứng đằng sau no hoặc là o ha i o o ni là no thì chia theo chủ ngữ số 2 đó rồi uh, cái này là dấu trừ đúng không ni là no i o là dấu trừ rồi vậy thì bây giờ chúng ta đưa cái chữ didn't notice em à, mình nói cho chữ took đúng không rồi viết lại thôi tại vì thay vì dùng cái chữ notice để ý thì mình sẽ có là took notice of để ý thôi đó ha rồi of the uh, uh broken cho guitar string đó nhẹ nhàng ha vậy thôi Mà cái cấu trúc đầu tiên của nó là need no đó vấn đề thứ hai là uh, took notice of có nghĩa là để ý ngày xưa mình hay dặn cho lớp chữ gì ta phải chỉ luôn nè đầu tiên là cái chữ cơ bản nhất là chúng ta sẽ có chữ focus đúng không hoặc là uh, concentrate concentrate these two verbs alright go with uh, on cả hai cái động từ này đều đi với từ on ha concentrate on hoặc là focus on rồi sau đó chúng ta sẽ có là pay attention uh, to uh, để ý. hoặc là chúng ta có thể nói cái chữ trên đây nè là uh, take notice of hoặc à, đôi khi các bạn thấy là take note of cũng được để ý lưu ý uhm, đây ừ, vậy thôi hoặc là muốn dùng tính từ của focus thì thêm đi vô be focused on cũng được ok không sao hết All right, that's it everyone. The 10 ten... Uh, transformation questions, yeah. Okay, so guys, uh, if you have watched this video until this time, all right, so congratulations, you have made a big achievement, in my opinion, I guess. Okay, um, all right, so I hope that you have learned something from the video, and uh, I'll catch you guys in the next one, which is part number three in the uh, uh. Earliest time. All right. Okay. So see ya.